Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Việt Nam là quốc gia có thực lực quân sự mạnh hàng đầu Đông Nam Á, lại là nước nằm giữa kinh nghiệm chiến tranh phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến đối với các cường quốc quân sự. Vậy nên trên bất kỳ phương diện nào thì Việt Nam cũng đều là một khúc xương khó nuốt. Chủ tịch Mao Trạch Đông từng nói trong chiến lược chúng ta có thể coi thường đối thủ, nhưng trong chiến thuật thì cần phải coi trọng đối thủ. Cho nên hành động quân sự đối với Việt Nam ắt phải có một kế hoạch tác chiến tỉ mỉ khoa học. Đó là những lời khai bút được cho là trong một tài liệu kế hoạch tấn công đánh chiếm Việt Nam. Trong vòng 31 ngày mà quân đội Bắc Kinh đã soạn thảo ra và bị rò rỉ trên Internet. Theo như tài liệu này, Trung Quốc coi Việt Nam là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh lãnh thổ của họ và cũng là trở ngại lớn nhất đối với sự trỗi dậy của chính quyền Bắc Kinh. Không những thế, dải đất chữ S này còn là trung tâm chiến lược của toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Cho nên Trung Quốc nếu như muốn giành quyền kiểm soát Đông Nam Á, thì cửa ải đầu tiên chính là phải chinh phục được Việt Nam, mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc về phía Nam. Vậy thì quân đội Bắc Kinh đã tính kế hoạch như thế nào để mà dám tự tin rằng trong vòng 31 ngày có thể xóa sổ Việt Nam khỏi bản đồ thế giới? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Theo nguồn tài liệu này, để cầm chắc chiến thắng trong tay trong vòng 31 ngày, đầu tiên quân đội Trung Quốc đã nghiên cứu kỹ lưỡng về địa hình của nước ta để xác định chiến thuật tác chiến. Bản kế hoạch này trình bày rằng địa hình của Việt Nam rất đặc thù, nó có hình dạng giống như một con rắn nước kỳ quái nằm ở cực đông của bán đảo Đông Dương, dài hẹp từ bắc xuống nam, hẹp từ đông sang tây, cao ở phía tây, thấp ở phía đông và chủ yếu là địa hình đồi núi cao nguyên. Miền Bắc Việt Nam do hệ thống khe suối cắt đứt mà tạo thành những dãy núi theo hình bình hành. Độ cao so với mực nước biển từ 300 đến 1.500m, phía Nam là các cao nguyên và đồi, cao hơn so với mực nước biển từ 500 đến 1.500m. Giữa núi có nhiều khe suối, khe sông, lòng sông lại gồ ghề tạo ra các dòng chảy phức tạp, rất dễ xảy ra lũ lụt vào mùa mưa. Do đó, hầu hết các khu vực của Việt Nam không thích hợp cho các hoạt động cơ giới hóa quy mô lớn. Dựa trên những bài học thất bại của quân sự Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và kinh nghiệm chiến đấu của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong chiến tranh biên giới Trung Việt năm 1979, thì việc sử dụng đội quân sơn cước và trực thăng vũ trang tác chiến tại các vùng rừng núi hiểm trở sẽ là chiến thuật hiệu quả nhất. Chỉ cần phá vỡ được tuyến phòng thủ tại vùng núi phía Bắc Việt Nam là có thể lập tức tiến vào đồng bằng sông Hồng. Bộ đội tăng thiết giáp sẽ phát huy uy lực tối đa, đánh tan theo hướng đã định. Tuy nhiên, trong chiến tranh biên giới Trung Việt năm 1979, bộ đội tăng thiết giáp tiến công trên các tuyến đường theo cách đánh cũ đã được chứng minh là không thành công. Như vậy, cách tối ưu duy nhất là mở ra một mặt trận khác, tập trung sức mạnh hỏa lực của bộ đội tăng thiết giáp và quy mô lớn, đột kích bất ngờ hòng hủy diệt khu vực trung tâm của Việt Nam. Đây sẽ là yếu tố then chốt quyết định thắng lợi trên bộ của quân đội Trung Quốc. Nước này cho rằng đánh rắn thì phải đánh phần thất thốn, tức là phần cổ phía dưới của đầu rắn hay là đốt thứ bảy. Đây chính là vị trí cửa mệnh của con rắn. Vậy thì với con rắn nước Việt Nam, thất thốn chính là điểm thanh hóa ở khu vực duyên hải Trung Bộ, nối liền Bắc Nam Việt Nam, chủ yếu là hai đoạn đường huyết mạch, đường sắt và đường bộ từ Thanh Hóa hướng vào Nam. Cho nên Thanh Hóa rõ ràng chính là chế ngự yết hầu đầu con rắn vùng Bắc Bộ Việt Nam. Bóp nghẹt cả yết hầu này thì đồng nghĩa với việc bóp nghẹt thất thốn của con rắn này rồi. Hơn nữa, địa hình Thanh Hóa là một vùng đồng bằng rộng lớn và bằng phẳng, thích hợp cho lính thủy đánh bộ đổ bộ quy mô lớn, cùng lúc tiến hành đổ bộ cả dưới nước và trên cạn, lập tức có thể đưa một lực lượng lớn bộ đội tăng thiết giáp vào chiến trường, tránh phải vượt núi cao, dốc lớn, lợi dụng tuyệt đối ưu thế đồng bằng, tăng tốc tấn công về Hà Nội. Nếu như tiến hành đổ bộ tác chiến tại Thanh Hóa thuận lợi thì toàn bộ cục diện chiến trường sẽ thay đổi căn bản, mục tiêu Việt Nam nhanh chóng được giải quyết. Sau khi đã tính toán kế hoạch dựa theo đặc điểm địa hình của Việt Nam, quân đội Trung Quốc xây dựng kế hoạch tấn công Việt Nam cụ thể như sau. Thứ nhất, về bố trí binh lực, tác chiến với Việt Nam quyết định tấn công theo 3 hướng, với phương pháp hướng tâm bao vây, đồng thời sử dụng bộ đội cấp binh đoàn tổ chức chiến dịch tấn công theo 3 hướng Bắc, Trung, Nam.
dựa trên chiến lược tấn công phía Bắc trước, phía Nam sau. Cụ thể, hướng phía Nam, tỉnh Vân Nam sẽ có nhiệm vụ tấn công phía Bắc, đồng thời chuẩn bị các điều kiện khai chiến tại các vùng núi trong thời gian đầu. Mũi tấn công này sẽ do binh đoàn toàn bộ binh số 14 đảm nhận, với tổng cộng binh lực là 60.000 quân. Hướng phía tỉnh Quảng Tây phụ trách mũi tấn công phía Đông do binh đoàn bộ binh số 42 đảm nhận nhiệm vụ tấn công, với sự chi viện yểm trợ của binh đoàn số 41. Mũi tấn công này có tổng cộng binh lực là 100.000 quân. Hướng tấn công phía Nam sẽ triển khai một binh đoàn thủy quân lục chiến và chia thành hai mũi tấn công nhỏ. Một mũi tấn công các cơ quan đầu não của Hà Nội, một mũi dùng hỏa lực khống chế tiêu diệt toàn bộ không phận miền Trung của Việt Nam. Hướng tấn công phía Nam có tổng binh lực là 150.000 quân, trong đó 100.000 quân đổ bộ. Như vậy, tổng binh lực quân đội Trung Quốc tham chiến đã là 520.000 quân, không tính binh đoàn pháo binh và sư đoàn không quân chiến lược. Bộ đội tác chiến sẽ duy trì 310.000 quân, dự kiến đưa vào chiến trường 1.200 xe tăng, 3.000 xe bọc thép và 3.200 máy bay chiến đấu các loại. Bày binh bố trận xong xuôi, giờ là đến kế hoạch thời gian tác chiến, dự kiến trong vòng 31 ngày, trọn vẹn một tháng. 31 ngày này được quân đội Trung Quốc chia ra thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là tấn công lục địa. Giai đoạn này kéo dài trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, binh đoàn pháo binh số 2 sẽ phóng 500 tên lửa chiến thuật tầm ngắn, 100 tên lửa chiến thuật tầm trung để phá hủy sạch mọi cơ quan chính trị, quân sự trên toàn đất nước Việt Nam. Còn hải quân sẽ phóng 200 tên lửa đạn đạo tấn công lục địa và 100 tên lửa hành trình trên đảo vào đối phương, tức là Việt Nam chúng ta. Không quân sẽ ném bom vào các nhà máy điện lớn, vào các khu công nghiệp, còn các đơn vị điện tử sẽ thực hiện nhiễu điện tử để cắt đứt mọi thông tin liên lạc từ trung tâm chỉ huy, va chạm cơ sở radar của Việt Nam và để kết thúc giai đoạn tác chiến thứ nhất. Trung Quốc dự tính điều động 1.500 máy bay chiến đấu thực hiện cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Việt Nam, loại bỏ hoàn toàn sức mạnh không quân Việt Nam. Còn hải quân sẽ tiếp tục phóng 100 tên lửa hành trình trên đất liền để tiêu diệt tại các điểm cố định. Giai đoạn thứ hai tấn công chiến thuật diễn ra trong 2 ngày. Trong 2 ngày này, không quân hàng không và không quân hải quân sẽ xuất kích 1.000 máy bay tấn công ném bom vào các mục tiêu quân sự chủ yếu của Việt Nam. Lần thứ 3, binh đoàn bộ binh tấn công vào các mục tiêu trọng yếu phía trước của đối phương với sự yểm trợ của các tên lửa hành trình và hỏa lực của rocket. Hạm đội Nam Hải hoàn toàn phong tỏa tuyến đường biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ và toàn bộ vùng biển Nam Trung Quốc. Hạm đội Đông Hải thực thi nhiệm vụ từ xa, cảnh giới bao vây vòng ngoài, cùng thực hiện tấn công chiến thuật. Lục quân hàng không sẽ phối hợp với pháo binh mặt đất và trực thăng tập trung hỏa lực đánh sâu vào các mục tiêu, còn các mũi tiến công trên bộ thì thâm nhập vào các vị trí tấn công. 10 tàu đổ bộ lớn và 100 tàu đổ bộ cỡ vừa từ các quân cảng xuất phát, hải quân hàng không binh và tàu ngầm tấn công chiến lược bảo vệ toàn bộ không phận và hải phận khu vực đổ bộ. Và giai đoạn thứ 3 tác chiến trên mặt đất diễn ra từ ngày 6 đến ngày 31 theo kế hoạch ban đầu. Để thực hiện tác chiến trên bộ, các binh đoàn bộ binh sẽ có 1 giờ đồng hồ để chuẩn bị toàn bộ hỏa lực đồng loạt từ các hướng Bắc, Đông, Nam thần tốc tiến về tấn công Việt Nam. Binh đoàn bộ binh phía Bắc và phía Đông tấn công Việt Nam theo tuyến đường như năm 1979 đã làm. Binh đoàn đổ bộ số 1 và lữ đoàn hải quân lục chiến số 2 từ hai phía đổ bộ vào thành một mũi tiến công. Các ngày tiếp theo sẽ theo kế hoạch tác chiến của từng mũi tiến công để thực hiện. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh trong 3 ngày phải hoàn thành được việc chiếm lĩnh thủ đô Hà Nội. Dự tính đến ngày 31, quân đội Trung Quốc sẽ chiếm được toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Để bàn kế hoạch này được chu toàn và hoàn hảo hơn, quân đội Trung Quốc lường trước cả việc thế lực thứ 3 chen chân vào, đó là Mỹ. Bắc Kinh cho rằng Mỹ luôn nhỏ ngó Việt Nam, chỉ cần họ có bất cứ động thái nào, nổ súng châm ngòi chiến tranh với Việt Nam thì quân đội Mỹ nhất định sẽ tìm cách để ngăn cản. Vì vậy, việc nhanh chóng đưa lực lượng bộ binh vào để biến Việt Nam thành một chiến trường thực sự, hình thành cục diện hỗn chiến thì mới có thể triệt để ngăn chặn quân đội Mỹ thọc tay vào. Đó là những nội dung cơ bản và quan trọng nhất mà chúng tìm hiểu được về bản kế hoạch tấn công và xóa sổ Việt Nam trong vòng 31 ngày của quân đội Trung Quốc. Và nhận ra một điều rằng có vẻ như là quân đội nước này chẳng có việc gì khác ngoài việc ủ mưu, tư kế, tử kế để xóa sổ Việt Nam. Nhưng không hiểu là các tướng tá của quân đội Bắc Kinh lấy đâu ra cái dũng khí trở về ấy
để mà hết lần này đến lần khác ngồi vào bàn giấy thảo ra chuyện đánh chiếm Tổ quốc Việt Nam. Phải chăng họ đã quên mất những quá khứ nhục nhã trong lịch sử tổ tiên của họ cũng đã từng thực chiến tàn bạo như thế nào nhưng rồi đã thất bại cay đắng ra sao? Dù có là hàng trăm hàng nghìn năm chứ chưa nói tới vài chục ngày. Việt Nam có thể nhỏ bé hơn Trung Quốc, thậm chí nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng người Việt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí bảo vệ chủ quyền đất nước bất diệt mà không một thế lực bất chính nào có thể quật ngã nó. Thế nên xét cho cùng, kế hoạch này chỉ là kế hoạch trên giấy chứ chưa trở thành thực tiễn, cũng là một điểm may mắn cho Trung Quốc, bớt đi một trận thua tơi tả và bớt đi một vết bớt nhục nhã và lịch sử chiến tranh của đất nước. Theo dõi video ngày hôm nay, các bạn khán giả có suy nghĩ gì về kế hoạch tác chiến này của láng giềng Trung Quốc? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới nhé! Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn khán giả nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa, thì hãy dành cho team mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé! Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc là bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của team mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!